Ok, hy vọng là bài tập lần này không gây khó gì chúng ta, đúng không? Có câu, đây là câu, câu một xét vị trí tương đối. Thì trong cái bài này thì thầy chỉ nói đến cái đề dạng tham số và chính tắc, đó. Đường thẳng D1 trong đây là điểm đi qua là điểm tọa độ -1 -1, và vectơ trị phương là 1 -1, đúng không? Xin lỗi, là điểm đi qua là -1 -1. Ok, thì ra cái điểm đi qua với vectơ trị phương thì như thế này chúng ta phải làm được, nó giờ mà không nhớ thì thầy cũng chịu. Xét vị trí tương đối thì như thế nào, chúng ta có một số cái trường hợp thì nhắc lại cho nhớ thôi nhá. Cái này kiến thức rất đi cơ bản thôi. Đường thẳng D1 và D2 nếu như song song với nhau thì gì, thì U1 sẽ bằng tỷ lệ với U2, đúng không? Và M1 thì lại là như nào, không thuộc đường thẳng D2, đúng không? Đấy, tức là trong trường hợp này nó như thế. Còn trường hợp mà trùng nhau thì như nào, thì là U1 là hai cái đường thẳng D1 trùng với D2, nó có tỷ lệ với U2. Đó, chúng ta kiểm tra thôi, và điểm M1 nó cũng thuộc đường thẳng D2, thế là đủ, đúng không? Còn cái gì, cái trường hợp đó là cắt nhau, là trường hợp còn lại, tức là U1 nó không tỷ lệ với lại U2 là được. Được chưa? Thế là nó là cắt nhau, đúng không? Rồi vậy thôi, chúng ta tự kiểm tra tự đấy nhá. Những cái bài đó khá đơn giản thôi. Rồi tìm M trên cái đường thẳng D cách cái điểm A một khoảng bằng 5. Thì đây người ta tìm M trên đường thẳng D cách A một khoảng bằng 5 thì này các bạn lấy luôn rồi, đúng không? M là thuộc đường thẳng D này. Đấy, M thuộc đường thẳng D thì chúng ta có luôn cái tọa độ điểm M. Tọa độ điểm M đây là hoành độ của nó là có dạng 2 cộng 2t. Tung độ của nó là 3 cộng t. Nhá. Cách điểm A có độ có một khoảng bằng 5, tức là cái độ dài MA bằng 5. Nhá. MA chính là căn của hoành độ bình cộng tung độ bình ấy. Được chưa? Đó, thì chúng ta thay vào chúng ta giải là tìm được t là xong. Ok nhá. Còn bài số 3 này. Giải phương trình khi M bằng -3 thì ok đúng không? Thì M để phương trình có bốn nghiệm phân biệt là câu B này. Đó. Thì ra ra đây thì chúng ta phải liên quan đến số nghiệm, đúng không? Thì chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta đặt t bằng x bình này. Chúng ta thấy là có một số trường hợp của t này. Đó là t mà nhỏ hơn 0 thì nó sẽ không sinh ra x. Đúng không? Cái này hình như có một cái ví dụ tương tự ở thì phải. Rồi, t mà bằng 0 thì tương ứng chúng ta có một x. Và x đó cũng bằng 0 luôn. Bởi vì đây là x bình lúc này bằng 0 mà. Mà t lớn 0 thì khi đó x bình bằng t thì khi chúng ta được x bằng cộng trừ căn t. Được chưa? Vậy thì nếu như yêu cầu có bốn nghiệm phân biệt mà sau khi đặt t thì chúng ta được cái phương trình bậc 2 của nó là t bình trừ 2t cộng m bằng 0. Đó. Như vậy là bốn nghiệm phân biệt x thì tương ứng với thì phương trình này nó sẽ phải có hai nghiệm dương t, vì mỗi nghiệm dương t thì sinh ra hai nghiệm x mà. Đấy, như vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ thấy được là cái phương trình này này, phương trình của t này này, mình nhìn sao này, nó phải có hai nghiệm dương phân biệt, đúng không? Hai nghiệm dương phân biệt thì mới ra được bốn nghiệm dương phân biệt. Và yêu cầu cái hai phương trình bậc hai mà có hai nghiệm dương phân biệt khi nào? Delta lớn 0 này, tổng hai nghiệm T1 cộng T2 cũng phải lớn 0 và tích hai nghiệm cũng phải lớn 0, đúng không? Đó. Rồi, tương tự thì trong trường hợp nó có ba nghiệm phân biệt thì sao? Ba nghiệm chúng ta thấy là thì thế thì một cái nghiệm T dương này, một cái nghiệm T dương để cho ta là hai cái nghiệm x. Đúng không? T bằng 0 thì không có x, T bằng 0 thì sinh ra một nghiệm x bằng 0. T nhỏ hơn 0 thì không có x. Như vậy muốn có ba nghiệm thì mình thì phải có một nghiệm t bằng 0 và một nghiệm t dương, đúng không? Tức là điều này thì nó dẫn tới là phương trình t này, phương trình sao sẽ có cái nghiệm là có một cái nghiệm t1 bằng 0 này, còn nghiệm t2 thì lớn hơn 0, đúng không? Điều này xảy ra khi nào? Một nghiệm bằng 0 thì f tại 0 nó sẽ bằng 0, tức là thay 0 và nó sẽ là nghiệm. Và ta chỉ cần thêm điều kiện này này, tổng hai nghiệm tức là t1 cộng t2 để dùng VS đấy mà. Đó, nó sẽ lớn không? Đó là chúng ta có hai nghiệm. Thế bây giờ trong trường hợp nữa là gì? Cái trường hợp này. Câu D, nó để bỏ cái này nha. Câu D là phương trình có đúng hai nghiệm thôi. Phương trình ban đầu, phương trình ở đích mà có đúng hai nghiệm
thì tương ứng với phương trình ẩn T là phương trình sao này này, nó có đúng một nghiệm dương à, đúng không, đúng một nghiệm T dương. Tức là trong trường hợp nào nó có đúng một nghiệm T dương thì các em lưu ý là trong trường hợp này nó có tới hai trường hợp liền nhá. Tức là đây thì cho con không vào đây, đây đây là T1, đây là T2 à, xin lỗi, đây 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 là T2 và bên này là T1 à, hoặc chúng ta còn một cái trường hợp nữa đây này, đó là trường hợp này là T1 bằng T2 nhá. À, tức là tương ứng là gì? Tương ứng là chúng ta có hai cái trường hợp. Trường hợp 1 này là T1 bé hơn bằng 0, nhỏ hơn T2. À, có đúng một nghiệm dương. À đúng, không, không bằng 0 được, đúng không? Đúng rồi, ok. Bằng 0 nó ra ba nghiệm mất. Yeah, tức là đúng hai nghiệm thì trường hợp 1 là như thế này. Nói khác đây chúng ta có A nhân F0 bé hơn 0 đấy. Và cái trường hợp thứ hai là gì? Thứ hai là hai cái bằng nhau, tức là 0 nhỏ hơn T1 bằng T2. Thì trường hợp này là gồm có gì? Delta phải bằng 0 đúng không? Thì T1 bằng T2 là nghiệm kép. Và chúng ta chỉ cần tổng hai nghiệm thôi. Được chưa? Tổng hai nghiệm lớn 0 là đủ. Đúng không? Đó, chúng ta có cái điều kiện như này là ok. Nhá, hai trường hợp vậy. Rồi, ok, đó đây thì trong cái hướng dẫn nhanh như thế thôi. Rồi, bye bye.